qua phải nè. Từ từ anh, trời ơi, bên nó khó đâu, ngạc quá. Thế nào, đã chuẩn bị tốt cho buổi đánh giá ngày mai chưa? Cố gắng để cả hai cùng lên nhân viên chính thức nha. Dạ. Vào đi. Ồ, hai đứa sao đấy? Ờ, sếp ơi, ngày hôm qua tụi em đi đám cưới xa, lại chỗ nó vắng quá, xui cái là bị bẻ bánh xe, đẩy tới cả sáng luôn á. Ừ. Đúng rồi sếp. Trời, tụi em tìm mãi luôn á, mới kiếm được cái tiệm sửa xe đó. Xong cái tụi em chạy lắp quay luôn. Dạ. Mà sếp, ông ấy bây giờ mình đổi cái ngày kiểm tra được không sếp? Đúng rồi sếp. Ok, thôi hai đứa về nghỉ đi nhá. Ngày kia quay lại kiểm tra nhá. Dạ. Dạ. Thế nào, sẵn sàng chưa? Vì hai cậu là người đặc biệt cho nên công ty sẽ có bài kiểm tra đặc biệt cho hai cậu nhá. Thi, ngồi góc này. Thiện, ngồi góc này nhá. Ủa, sếp? Sao? Các cậu đừng tự cho mình là thông minh. Trước khi tôi ở vị trí này, tôi cũng đã từng thử việc như các cậu rồi. Làm cho kỹ nha. Sếp, nếu các cậu là giám đốc, các cậu có tuyển những nhân viên như các cậu bây giờ không?